Là cha mẹ, chúng ta thường nghe các con than phiền: "Trời ơi, sao bài tập nhiều thế? Con sắp chết trong đống bài tập này rồi mẹ ơi." Cách dễ nhất để phát triển lòng tự tin của trẻ ở trên lớp là có thể hoàn thành các bài tập về nhà đúng hạn. Để làm được điều đó, chúng ta cần một chiến lược phù hợp giúp con không chỉ làm tốt bài kiểm tra sắp tới mà sẽ giúp con học tốt trong suốt quãng đời học sinh của mình. Trong video ngày hôm nay, thầy Duy Phương xin chia sẻ 10 điều cha mẹ cần làm để giúp trẻ đối mặt với tình trạng quá tải bài tập về nhà. Nếu các anh chị lần đầu tiên xem kênh, hãy đăng ký và bấm vào nút hình quả chuông để không bỏ lỡ những video hữu ích tiếp theo nhé. Những chiến lược giúp con chống đỡ với tình trạng quá tải bài tập. 1. Là thiết kế một khu vực học tập riêng, homework zone. Ngay từ ngày đầu tiên con đến lớp, hãy thiết kế một khu vực trong nhà là khu vực làm bài tập. Đó nên là một góc không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ tác động nào từ bên ngoài. Vào đó, chỉ có thể làm một việc duy nhất là làm bài tập. Khuyến khích các con không nên học ở trên giường, bởi giường là nơi để ngủ chứ không phải là nơi dành cho việc đọc sách. Cần tách biệt hẳn hoạt động làm bài tập với các hoạt động giải trí khác như là ngồi bên cạnh chiếc tivi để học. Giữ cho con tập trung vào chỉ một việc duy nhất và sẽ được tự do làm điều mình thích sau khi hoàn thành các bài tập. 2. Để các vật dụng cần thiết trong khu vực làm bài tập. Hãy cân nhắc xem con sẽ cần những đồ dùng nào để hoàn thành bài tập. Sử dụng một cái hộp chứa tất cả các vật dụng mà con có thể cần đến trong quá trình làm bài và có thể lấy một cách dễ dàng. Hướng dẫn con chuẩn bị mọi thứ trước khi học, nghĩa là sẽ bị mất ít thời gian để tìm kiếm các đồ dùng và có nhiều thời gian để học hơn. 3. Là hãy loại bỏ mọi yếu tố gây mất tập trung. Sự mất tập trung có thể xuất phát từ bên trong như là suy nghĩ lang thang, đói bụng, hoặc cũng có thể là từ bên ngoài như tivi, điện thoại hay người khác. Mất tập trung dẫn đến không hiểu rõ các dữ kiện và gây chán nản trong khi làm bài tập. Hãy yêu cầu con tắt điện thoại, máy tính bảng và bỏ nó vào một chỗ khác cho đến khi làm xong bài tập. Bố mẹ hãy tắt tivi và tất cả mọi người trong nhà hãy làm việc trong im lặng trong quá trình con làm bài. Chiến lược thứ tư đó là sử dụng một thời gian biểu. Thời gian biểu là một bảng ghi lại những việc con cần làm trong buổi tối ngày hôm đó. Bảng này không chỉ nhắc trẻ những gì cần hoàn thành mỗi buổi tối mà còn có thể ghi lại những câu hỏi con muốn hỏi thầy cô vào ngày hôm sau. Chiến lược thứ năm là sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các nhiệm vụ. Ba mẹ hãy nhìn vào thời gian biểu của con và cùng con xác định nhiệm vụ nào cần được hoàn thành trước. Các con sẽ có xu hướng là làm các nhiệm vụ dễ trước. Thế nên ba mẹ hãy khuyến khích con làm những nhiệm vụ khó trước tiên. Bởi vì lúc bắt đầu làm bài là lúc trẻ có năng lượng tinh thần và sự tập trung cao nhất. Do đó, việc xử lý các vấn đề khó và cấp thiết trước là rất quan trọng. Chiến lược thứ 6 là thiết lập khoảng thời gian cố định để làm bài tập. Hãy chọn một khoảng thời gian nào phù hợp nhất với sinh hoạt của mọi người trong gia đình. Thời gian đó, trẻ có thể thực hiện được xuyên suốt cả tuần. Thời gian biểu cố định sẽ giúp trẻ hoàn thành nhiệm vụ đúng giờ. Các ba mẹ hãy cùng con lập kế hoạch xem con cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành bài tập mỗi tối. Tùy từng độ tuổi mà có thể là từ 30 phút cho đến 3 tiếng. Tuy nhiên, hãy bảo đảm là có những khoảng nghỉ ngắn giữa những quãng học. Tốt nhất thì cứ 30 phút học thì hãy cho trẻ nghỉ từ 5 đến 10 phút để thư giãn rồi quay trở về để học tiếp. Ba mẹ hãy tham khảo phương pháp sử dụng đồng hồ cà chua Pomodoro để tăng hiệu quả làm việc của bản thân và học tập của con. Chiến lược thứ 7 đó là có sự hướng dẫn kịp thời. Đừng làm hộ con bài tập, nhưng hãy có mặt đúng lúc khi trẻ cần sự giúp đỡ. Thỉnh thoảng có thể hỏi con xem là mọi việc tiến triển đến thế nào rồi và sẵn sàng giúp đỡ khi con thực sự cần thiết. Chiến lược thứ 8 là trở thành tấm gương cho con. Thay vì chỉ nói là hãy làm nhiệm vụ của mình, thì ba mẹ hãy thực hành những điều mà mình vẫn dạy con. Những gì con nhìn thấy có ảnh hưởng rất lớn đến những gì con làm. Hãy đọc sách, nghiên cứu một cái gì đó, làm những việc mà ba mẹ đã lên kế hoạch trong khi con làm bài tập. Chiến lược thứ 9 là hãy thường xuyên khen ngợi. Nếu con bạn học tập chăm chỉ thì hãy thường xuyên khen ngợi con. Hãy bảo đảm là cha mẹ luôn nhận ra những nỗ lực của con chứ không chỉ những thành tích của con.
các con sẽ thực sự biết ơn cha mẹ khi những nỗ lực của chúng được cha mẹ ghi nhận và sẽ càng được thúc đẩy để cố gắng nhiều hơn nữa. Và chiến lược thứ 10 là hãy nắm vững tình hình học tập của con. Nếu con quá căng thẳng vì phải làm bài tập về nhà hoặc không nắm vững được các khái niệm thì cần tìm kiếm sự giúp đỡ. Hãy nói chuyện với giáo viên của con hoặc tìm người kèm cặp để con có thể đi được đúng hướng. Hãy khắc phục vấn đề trước khi nó quá lớn, chính là chìa khóa giúp con học tập thành công. Làm bài tập về nhà có thể là một thử thách khó khăn với con, đặc biệt là ở giai đoạn đầu. Nhưng nếu củng cố được một thói quen làm bài tập tốt, con sẽ xây dựng được lòng tự tin ở khả năng quản lý thời gian và học tập hiệu quả hơn. Xin cảm ơn các anh chị đã xem video này. Thầy Duy Phương rất mong muốn sẽ mang đến cho các ba mẹ những video ý nghĩa tiếp theo. Và thầy sẽ rất hạnh phúc nếu các ba mẹ có thể like và chia sẻ video này trên mạng xã hội đến bạn bè của mình. Và nếu các anh chị mới xem kênh thì đừng quên bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ những video thú vị tiếp theo nhé. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.